mỗi dây chằng mà gân tự thân á thì cái phần gân ở bên này ha, cơ đùi trong á nó sẽ teo đi vì nó mất đi hai sợi dây chằng ở đây ha. Điều này sẽ rất khó cho em để em trở lại cho đá bóng. Thứ nhất là thời gian phục hồi cái cơ nó sẽ dài hơn. Thứ hai nữa là cái động tác bật nhảy của em nó sẽ yếu hơn. Cho nên với mục đích là bảo tồn hết tất cả thì anh sử dụng dây chằng nhân tạo cho em nha. Thì bây giờ anh sẽ kiểm tra là sẽ dây chằng thật lắm. Quá ngon, quá ngắt. Chàng gần như là nó không xê dịch luôn nha. Ok, tốt rồi thôi. Rồi, bây giờ mình đợi phục hồi thôi nha. Rồi, hôm nay thì cũng phân vân lúc mà mới đứt dây chằng á thì rất là phân vân về hai phương pháp, một là tự thân, hai là nhân tạo. Thì cũng một thời gian thì có hỏi ý kiến nhiều anh em thì cũng đi đến cuối cùng thì quyết định là mổ nhân tạo để có một cách hồi phục tốt nhất. Thì đời cầu thủ thì rất là ngắn nên bản thân mình thì muốn để trở lại tốt nhanh nhất có thể để trở lại với cái đam mê của mình thì đã lựa chọn cái mổ dây chằng nhân tạo. Thì sau mổ dây chằng nhân tạo 2 ngày là ngày thứ 3 thì bản thân đã bỏ nạng và đi có thể đi lại, nói chung đi lại chưa hoàn toàn tốt nhưng mà vẫn bỏ nạng đã đi lại bình thường được. Thì thấy cái dây chằng nhân tạo thì cái mức độ hồi phục rất là tốt. Sau thời gian 2 tháng tập thì cái gối nó hoàn thành khoảng được 80-90% như hiện tại ban đầu. Thì bây giờ hơn bữa nay thì lượt lên trung tâm test lại cái dây chằng. Sau khi mổ xong thì mức độ hồi phục hiện tại là 2 tháng thì rất là ổn định, rất là chạy ngắt quãng, hoặc là nói chung là mức độ hồi phục rất là ok. Bác sĩ Vũ đã chích cho mũi collagen để cho cái gối nó trơn tru hơn, nó ok hơn. Nó không nói quá chứ sau 2 tháng mổ thì nói chung là mức độ di chuyển về như di chuyển ban đầu, như người hồi phục ban đầu thì khoảng mức độ là 80-90%. Như người ban đầu thì nâng cái đùi di chuyển xoay chở có thể tưng bóng nhẹ nhàng được. Sút bóng rất nguy hiểm và bàn thắng đến với cầu thủ Bambu. Đó là sự lợi hại của Mai Thành Danh Toại. Danh Toại đã rất nhanh tìm lại phong độ đỉnh cao của mình sau chấn thương dây chằng đầu gối. Sóng gió vẫn chưa trôi qua. 3-0 rồi. Lại là Mai Thành Danh Toại.